chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Công Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tài xế Xuyên Việt Oi khai nhận lý do đưa hối lộ. Giải pháp giúp trẻ vô danh có giấy tờ tùy thân. Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oi, bị cáo Đồng Xuân Dũng, tài xế của cựu giám đốc Mai Thị Hồng Hạnh, đã bị truy tố về tội đưa hối lộ. Dũng khai nhận bị cáo Hạnh đã chỉ đạo mình lấy 300.000 USD để đưa cho Nguyễn Văn Thắng nhằm chuyển giao cho các quan chức Bộ Công Thương, bao gồm Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, Dũng cho biết bản thân không biết rõ mục đích của việc đưa tiền này và chỉ làm theo chỉ thị của Hạnh. Dũng cũng chia sẻ rằng, ngoài việc giao tiền, Hạnh còn yêu cầu Dũng đi trả tiền đất nhưng không giải thích chi tiết. Trong khi đó, bị cáo Hạnh khẳng định đã chỉ đạo Dũng thực hiện các công việc trên nhưng không rõ tài xế có nhận thức về mục đích đưa hối lộ hay không. Ngày 20 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của các luật sư cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Ông Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phần bào chữa, luật sư của ông Cơ đề nghị xem xét lại việc định giá tòa nhà Times Square bởi lẽ giá trị tài sản này đã có sự chênh lệch quá lớn qua các năm, từ 45.000 tỷ đồng năm 2017 lên trên 60.000 tỷ đồng năm 2021, nhưng lại giảm xuống còn 35.000 tỷ đồng vào năm 2023. Việc định giá thấp hơn trong bối cảnh giá bất động sản tăng lên đã gây bất lợi cho bị cáo trong quá trình xét xử. Bên cạnh đó, luật sư cũng yêu cầu làm rõ khoản lãi hơn 19.000 tỷ đồng từ 46 khoản vay do SCB cung cấp vì không có số liệu chi tiết và phương pháp tính lãi rõ ràng để xác định thiệt hại. Ngoài ra, luật sư cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc ông Cơ đã khắc phục 10 tỷ đồng, ngoài 1 tỷ đồng ở cấp sơ thẩm và nhận được nhiều bằng khen vì đóng góp cho công tác phòng dịch COVID-19. Phiên tòa tiếp tục với việc bổ sung và làm rõ các tình tiết liên quan. Sáng ngày 21 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức tìm kiếm một xe chở rác bị rơi xuống sông khi đi qua cầu Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo lời kể của người dân, vào khoảng 7 giờ 15 ngày 21 tháng 11, khi xe chở rác lưu thông giữa cầu Bình Thành không may bị rơi xuống sông. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng hiện đang có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm hai người mất tích và phương tiện. Tại hiện trường, một phần lan can bị cầu xe tông gãy, rất đông người dân đứng hai bên dòng sông theo dõi vụ việc. Theo báo cáo mới nhất của Guzman và Whitfield Việt Nam năm 2024, đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được xếp hạng là một trong những điểm đến bán lẻ cao nhất Việt Nam và đứng thứ 14 toàn cầu. Cụ thể, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đây đạt 368.000 USD trên feet vuông trên năm, tương đương 330 USD trên mét vuông trên tháng. Ngoài Đồng Khởi, phố Tràng Tiền tại Hà Nội cũng ghi nhận mức giá thuê cao với 334 USD trên feet vuông trên năm, khoảng 300 USD trên mét vuông trên tháng, tăng 50% so với trước đại dịch. Tràng Tiền hiện đứng thứ 18 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về giá thuê mặt bằng bán lẻ. Đường Đồng Khởi được biết đến là khu vực sầm uất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều thương hiệu quốc tế nhờ vào vị trí gần khách sạn cao cấp và các điểm du lịch nổi tiếng, tạo cơ hội lớn cho các cửa hàng tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp. Bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Guzman và Whitfield cho biết nhiều thương hiệu lớn đã chọn khu vực này làm điểm mở cửa hàng tại Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, phố Vinamon, Tenapo, Teole tại Milan hiện đã vượt qua Upper Fifth Avenue, New York, đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm đến bán lẻ cao nhất thế giới. Ngày 21 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 8 người dân trên địa bàn phường vừa nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thịt chó đánh bà. Theo vị này, hôm 18 tháng 11, một con chó của gia đình bà HMN, Buôn Cô Siêu, phường Tân Lập, bị đánh bà chết. Khi phát hiện, chủ nhà đem con chó bị đánh bà vào làm thịt và mời hàng xóm tới ăn. Khuya ngày 18 tháng 11, cả 8 người cùng ăn thịt chó đều xuất hiện các triệu chứng sốt, buồn nôn, mỏi mệt, phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, sáng nay, những người này đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Hiện, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích nguyên nhân. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Điểm tin.
Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận định. Hướng độ giảm stress về không? Hướng độ không stress. Để trở thành tay chống chuyên nghiệp, tôi không ngại bất cứ khó khăn nào. Bằng tất cả đam mê, năng lượng và kiên trì, Number One, tính năng lượng bền đam mê. Thưa quý vị, việc cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là điểm nghẽn nhiều năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Nêu ý kiến tại tòa đàm, thực trạng và giải pháp công tác cấp giấy khai sinh, mã số, định danh, đăng ký cư trú và thẻ căn cước cho trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 11. Các chuyên gia cho rằng, việc không cấp giấy tờ tùy thân dẫn đến nhiều trẻ em, thanh thiếu niên sống ngoài vòng pháp luật, bị bỏ lại phía sau và không được hưởng các chính sách, các quyền mà đáng lẽ phải được hưởng. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, những mặt hạn chế trong việc cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là gì và những khó khăn đó bắt nguồn từ quy chế, quy định và quy trình hay sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan? Vấn đề lớn nhất đó là cái quy trình phối hợp giữa hai ngành công an và tư pháp. Tức là ngành công an thì làm rất tốt cái việc cấp giấy tờ của họ, kể cả ngành tư pháp thì cũng cấp rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề để cấp được cái giấy tờ thì phải có sự phối hợp của hai ngành công an và tư pháp. Tức là chúng ta nói về cái sự phối hợp giữa các ngành trong ngành dọc với nhau thì rất tốt, nhưng chuyển sang phối hợp ngành ngang, tức là giữa công an và tư pháp, thì nó có độ trễ. Chính cái độ trễ đó nó làm cho cái việc là chúng ta cấp các giấy tờ thân nó dẫn đến tình trạng là không cấp được, hoặc là cơ quan này cấp, cơ quan chia xác minh, cuối cùng là sẽ dẫn đến câu chuyện là chờ nhau. Do vậy thì cái việc đó nó là câu chuyện khó khăn nhất. Cái khó khăn thứ hai nữa tôi nghĩ rằng là cái việc di biến động dân cư của người dân rất lớn. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đến thời điểm hiện nay là hơn 10 triệu dân, thì trong đó hơn khoảng tỷ lệ di biến động dân cư là khá lớn, khoảng chiếm 1/3 số dân người dân đến thành phố để làm ăn sinh sống. Cho nên cái câu chuyện mà các trẻ đi theo ba mẹ đến đây làm ăn sinh sống thì nó rất là nhiều. Và những trẻ này đôi khi là chưa thực sự quan tâm của bố mẹ, cho nên vấn đề về cấp giấy tờ nó cũng rất là khó khăn. Và có đôi khi là cả gia đình ba thế hệ không có ai có giấy tờ gì cả, cho nên đứa trẻ không có giấy tờ. Thì mỗi một trường hợp nó là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác nhau. Cho nên cái việc mà xác minh cái thông tin của trẻ cực kỳ khó khăn. Nhiều khi ba mẹ cũng không nhớ được là ngày xưa sinh ở đâu, sinh như thế nào, vân vân. Và kể cả đứa trẻ làm sao nó nhớ được. Thì chính câu chuyện đó nó làm cho cái câu chuyện cán bộ anh em địa phương rất là rối rắm khi mà phải định hình được là mình cần làm gì. Cho nên là câu chuyện mà chúng ta xây dựng xong cái quy chế, thật ra là anh em địa phương cực kỳ là cảm thấy biết ơn ban tổ chức, bởi vì giúp cho họ một câu chuyện rằng họ cảm thấy rằng dường như là rất là khó khăn khi phải đi tìm tất cả các quy định để giải quyết cái trường hợp đó. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề thứ ba, cái khó khăn thứ ba nữa đó là cái sự phối hợp giữa các cái cơ sở bảo trợ xã hội trú đóng trên một cái địa phương cụ thể. Ở địa phương nào mà có nhiều cơ sở bảo trợ xã hội thì thật ra là một cái áp lực rất lớn cho cán bộ địa phương, bởi vì sao, chỉ có một mình một hai người thôi, mà trong khi số lượng trẻ thì rất lớn. Cho nên là mỗi một trường hợp mà để tìm hiểu được thông tin về gia đình là một cái câu chuyện khá dài, cho nên là đó một cái áp lực rất là lớn, đòi hỏi là chúng ta cần phải số hóa các cái dữ liệu để giúp cho các cái cán bộ công chức chúng ta có thể là thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận các thông tin đó. Và tôi nghĩ rằng câu chuyện cuối cùng đó là gì? Câu chuyện dám nghĩ dám làm. Tức là các quy định pháp luật có đó, nhưng bây giờ cán bộ công chức có dám nghĩ dám làm hay không? Bởi vì thật ra là trường hợp mà thật sự khó, nếu chúng ta mà không dám nghĩ dám làm, không đeo bám các cái trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ không ổn. Thì trong quá trình vừa qua mà thực hiện hoạt động bảo vệ quyền trẻ em thì Hội Bảo vệ quyền trẻ em chúng tôi gặp khá nhiều các cái trường hợp trẻ em thanh thiếu niên thiếu các cái giấy pháp lý tùy thân này, và thậm chí có những em là nhiều đời từ ông bà cha mẹ rồi đến các em, cho dù sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà các em cũng không có giấy tờ, bởi vì cha mẹ của các em cũng không có giấy tờ, thì đến các em cũng không có giấy tờ.
nó ảnh hưởng đến cái rất là lớn. Thì chính vì những cái khó khăn, những cái tồn tại nó như vậy, cho nên là trong thời gian vừa qua thì Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đã có sự cùng với lại phối hợp với lại Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan ban ngành có liên quan để cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý về tình hình cho các cháu. Nó xuất phát từ những cái nguyên nhân đó. Thì bây giờ nếu chúng ta hỏi rằng là số lượng mà 500 trên 500 trẻ em mà đã được các quận huyện và các cơ sở rà soát như vậy đã hết hay chưa? Chúng tôi nghĩ rằng là chưa. Đây là một cái sự nỗ lực, một cái sự cố gắng rất lớn của các cơ quan ban ngành của thành phố. Nhưng mà thực sự ra ở trong cộng đồng, ở trong các cái cơ sở trợ giúp trẻ em thì vẫn còn đâu đó khá nhiều các cái trẻ em vẫn còn chưa có các cái giấy tờ tùy thân. Cái này là một cái thực tế thôi, một cái thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính di biến động của cái nhóm đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên này nó rất là lớn. Cho dù chúng ta rà soát được hôm nay, nhưng mà chúng ta ngày mai chúng ta chưa giải quyết được, thậm chí các em nó đã chuyển đi một cái địa bàn khác rồi. Thứ hai nữa là chúng ta giải quyết được tất cả những cái trường hợp này thì những cái trường hợp khác, trẻ em ở các cái vùng miền khác người ta sẽ theo gia đình đến Thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng sẽ luôn luôn tồn tại những cái nhóm trẻ em và thanh thiếu niên nó chưa có giấy tờ tùy thân. Cái này nó là một thực tế, chúng ta chỉ có nỗ lực cố gắng giải quyết trong cái khả năng nhất, cao nhất có thể của mình thôi. Để khắc phục các hạn chế thì theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em? Câu chuyện quan trọng nhất là nhận thức của cộng đồng rất là quan trọng, bởi vì nếu họ không nhận thức được, chúng ta cố gắng cấp mấy cũng không làm được. Họ cung cấp thông tin mà không chính xác, hoặc là họ không cố gắng cung cấp thông tin, nỗ lực phối hợp với chính quyền thì thật ra chính quyền cũng rất là khó khăn. Cho nên là phải từ nhiều phía, từ phía gia đình, từ phía người thân, từ giữa những cơ sở, tổ chức xã hội cùng phối hợp với chính quyền để làm câu chuyện đó thì nó mới ổn, thì truyền thông nó mới đạt được cái hiệu quả cao. Cái chuyện thứ hai nữa là cái quy trình này và cái cuốn cẩm nang này, tôi nghĩ rằng là muốn tổ chức nó hiệu quả thì phải triển khai đến tận tay các cái cán bộ mà trực tiếp thực hiện. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện đó nó mới hiệu quả. Chứ còn nếu như cuốn cẩm nang này làm rồi mà xây dựng mà triển khai chưa đến tay những cán bộ công chức mà đang tiếp nhận giải quyết các thủ tục đó thì tôi cho rằng là thiếu sót rất lớn. Một cái giải pháp thứ ba nữa tôi cho rằng là hiệu quả, đó là chúng ta phải có một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ sở bảo trợ xã hội công lập hoặc là ngoài công lập. Bởi vì chúng ta có cơ chế phối hợp chặt chẽ như vậy đó thì tiếp cận các cái đối tượng mà di biến động dân cư đó, khi các em đến đó, thì chúng ta có thể thực hiện theo đúng quy trình. Và cái sự phối hợp đó càng nhuần nhuyễn thì cái việc mà chúng ta am hiểu về pháp luật nó tốt á, thì cái việc chúng ta giải quyết nó sẽ nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng có vấn đề cuối cùng nữa là cái việc giám sát hướng dẫn của hai ngành công an và tư pháp. Chúng ta có quy định rồi, chúng ta có văn bản triển khai rồi, nhưng chúng ta phải phối hợp và kiểm tra, giám sát và hướng dẫn anh em ở cơ sở thì họ mới mạnh tay, mạnh dạn để mới làm được. Chứ còn nếu không thì anh em mới rất là nhát tay để làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng chung quy lại là có một vài yếu tố như vậy. Và để giải quyết được cái câu chuyện này, chúng tôi nghĩ rằng nó có mấy cái vấn đề cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái sự quan tâm của chính gia đình. Bởi vì nói gì thì nói, cái quyền của các em trong vấn đề pháp lý về thân nó liên quan trực tiếp đến cái góc độ của gia đình. Gia đình phải là cái cơ quan và là cái nơi đầu tiên phải quan tâm đến việc pháp lý về thân cho các em. Thứ hai là quan tâm của các cái cơ sở trợ giúp trẻ em. Những cái cháu mà ở trong cộng đồng ở với gia đình chúng tôi không nói, ở có cộng đồng gia đình rồi, nhưng mà những cái cháu mà ở trong các cái cơ sở trợ giúp trẻ em thì có vai trò của các cái cơ sở trợ giúp đó phải ra soát làm sao mà để lọc được các cái cháu mà đang thiếu giấy tờ để mình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết cái câu chuyện này. Lúc đó là vai trò của các cơ sở trợ giúp trẻ em. Cái thứ ba là cái vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, mà đây là cơ thể là các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như công an, tư pháp rồi cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải quyết liệt trong cái câu chuyện này. Thì phải có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong vấn đề giải quyết cái câu chuyện pháp lý gia đình cho các cháu. Cái thứ tư nữa là cần có cái sự vào cuộc phối hợp của các cái tổ chức xã hội, của các cái chương trình, của các cái cơ quan đơn vị ngoài nhà nước cùng tham gia cùng với nhà nước để giải quyết cái câu chuyện pháp lý gia đình cho các cháu. Bởi vì cái vấn đề pháp lý gia đình cho các cháu nhiều gia đình không làm được giấy tờ thân, bởi vì họ không đảm bảo về vấn đề sinh kế, họ không có chỗ ở, họ phải chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, họ phải chuyển từ địa phương này sang địa phương khác bởi vì vấn đề mưu sinh thôi. Thì bây giờ để giải quyết cái câu chuyện đó thì một mặt là pháp lý người thân, nhưng một mặt cũng phải đảm bảo vấn đề sinh kế, rồi hỗ trợ công an việc làm, hỗ trợ các gói dịch vụ này kia cho các gia đình đó để họ ổn định những cái vấn đề về cuộc sống. Thì lúc đó họ sẽ có cái sự quan tâm hơn đến vấn đề về quyền lợi, cái quyền về pháp lý.
Thưa quý vị, là người bạn đồng hành của độc giả, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi rất vui khi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc từ khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục Ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin của bạn đọc Ngô Phương gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh plo.vn phản ánh. Bà đang nuôi cháu nội 7 tuổi, chưa có giấy khai sinh. Bà đã liên hệ chính quyền địa phương để làm giấy khai sinh cho cháu. Nhưng họ yêu cầu phải có mẹ lên mới làm việc được. Trong khi đó, mẹ cháu đã bỏ đi từ khi cháu sinh ra được 2 ngày ở bệnh viện. Ba của cháu hiện đang chấp hành án tù. Ba và mẹ của cháu không đăng ký kết hôn. Bà Phương thắc mắc có cách nào để bà làm được giấy khai sinh cho cháu đi học hay không. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Nguyễn Đạt Thành. thanhp@gmail.com phản ánh, trên mạng xã hội có nhóm lập ra để các thành viên rủ nhau chạy xe tốc độ cao và chỉ nhau những hành động không chuẩn mực khi điều khiển xe máy có thể gây nguy hiểm đến những người tham gia giao thông. Anh mong báo phản ánh để có thể ngăn chặn được các hành vi trên. Khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.